Thưa quý vị, một thảm kịch đau lòng đã xảy ra tại chung cư Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Trong cơn cuồng giận, người chồng đã ra tay làm hại vợ và đứa con còn trong bụng bất ngờ bị chui tọt ra ngoài bởi phần bụng của người vợ đã bị chồng gây ra một vết thương rất sâu. Vụ việc này khiến cho không ít người chứng kiến phải sợ hãi về sự manh động, tàn ác của người chồng. Sau khi gây án, kẻ thủ ác cũng đã tự tìm cách kết thúc cuộc đời. Nhưng liệu có thành công hay phải sống để trả giá cho tội ác này? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vợ chồng Khoa sống với nhau tại lô C, chung cư Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Vào khoảng năm 2013, giữa Khoa và chị Nam nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Quá ức chế, Khoa đã có ý định lấy mạng vợ. Khoảng 22 giờ 45 phút, không hiểu vì lý do gì, Khoa vào bếp lấy hung khí sắc nhọn dài khoảng 35,5 cm, rộng khoảng 8 cm. Lúc này chị Nam từ phòng tắm bước ra, Khoa liền xông tới tấn công chị Nam, gây ra vết thương dài 10 cm. Và khá sâu, khiến cho chị Nam lủng cả vùng bụng, thủng cả dạ con. Chị Nam đã chạy trốn vào trong phòng tắm, cố đẩy chồng ra ngoài và khóa trái cửa. Lúc này, chị Nam phát hiện vết thương ở bụng bị ngoác rộng và đứa con đã bị đẩy ra ngoài. Đáng thương là đứa con tội nghiệp cũng bị một vết thương sâu ở vùng mông. Tuy chị Nam đã rất yếu, nhưng bản năng làm mẹ trỗi dậy. Chị cố giữ bình tĩnh, tự dùng tay kéo đứa con từ trong bụng ra. Thấy thai nhi im lìm không động đậy, chị tét vào mông con để khai thông đường thở, đồng thời ôm ấp và sưởi ấm cho con. Tiếng trẻ con khóc ré lên, chị Nam lúc này vẫn chưa cắt nhau thai, ôm con lết ra bên ngoài để kêu cứu. Nhờ tiếng con nhỏ khóc vang xa, hàng xóm láng giềng nghe thấy liền chạy tới đưa hai mẹ con chị đi cấp cứu kịp thời. Mẹ con của chị Nam nhanh chóng được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa khu công nghiệp Tân Bình. Về phần Võ Khánh Khoa, sau khi làm vợ lùng bụng, Khoa đã vào nhà bếp lấy hung khí sắc nhọn để tự tìm cách ra đi và bất tỉnh ngay tại chỗ. Mọi người phát hiện kịp thời nên đã đưa Khoa đi cấp cứu. Ông Lưu Hùng Sơn, 51 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 37 chung cư Lô C, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, người ở sát vách nhà đôi vợ chồng Võ Khánh Khoa, sinh năm 1979, quê ở Tây Ninh, và chị Nam sinh năm 1980 quê Thái Bình, cũng là người đầu tiên phát hiện tấn thảm kịch này. Ông kể lại vụ việc như sau. Đêm 11 rạng sáng ngày 12 tháng 12, khi vợ chồng tôi còn thức xem TV thì nghe thấy có tiếng con nít khóc thét ở sát vách tường. Vợ chồng tôi biết Nam đang mang thai nên cứ ngỡ là đã sinh con rơi trong nhà, bèn chạy qua xem thế nào. Đến phòng của Nam thì đèn vẫn sáng, nhưng bên trong cửa lại khóa trái. Chúng tôi cố nhìn vào thì thấy nền nhà ngập đầy màu đỏ. Cháu Nam thì nằm sát gần cửa như bất tỉnh. Bên cạnh cháu còn là một cháu nhỏ sơ sinh, cuống rốn còn dính vào người mẹ. Thấy cảnh tượng kinh hãi trên, vợ chồng ông Sơn đã hét to gọi nhiều người đến giúp, đạp bung cửa vào nhà. Và chúng tôi thấy Nam bị nhiều vết thương, phần bên trong đã lòi cả ra ngoài. Tuy nhiên, khi vừa nâng sản phụ này lên thì mọi người thấy dây rốn và một phần ruột bị bung ra ngoài từ vết rạch dài trên bụng. Đứa con thì khóc ngằn ngặt, mình nhầy nhụa, mặt tái ngắt. Dưới mông của cháu cũng có một vết thương sâu. Chúng tôi, người lo gọi xe cấp cứu, người lo gọi công an. Có mấy người đi vòng quanh nhà tìm chồng của Nam thì nhìn thấy Khoa nằm khuất sau cánh cửa phòng tắm. Trên tay cũng có một vết thương, với một vết rách ở cuống họng. Nhưng anh ta vẫn còn thoi thóp thở. Ông tổ trưởng rung mình kể lại. Bà Thu, vợ của ông Sơn, cùng với rất nhiều người phụ nữ khác đã lập tức lấy khăn, chăn mền, quấn chị Nam và cháu. Một người lấy xe chở hai mẹ con đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa, khu vực, khu công nghiệp Tân Bình. Theo lời của ông Sơn, sau khi nhận được tin, công an phường đã nhanh chóng đến hiện trường, đưa cả gia đình đi cấp cứu. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện hai con hung khí dính đầy huyết nằm trên sàn nhà. Nhận định ban đầu từ cơ quan điều tra, khả năng lớn đây là vụ chồng tấn công vợ con rồi quyết định ra đi. Tuy nhiên lúc đó thì chân tướng vụ việc vẫn chưa sáng tỏ, bởi người chồng Võ Khánh Khoa đang cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất. Phải đến ngày 16 tháng 12, đối tượng Khoa mới có thể nói chuyện để phục vụ cho việc lấy lời khai, vì đối tượng này đang được đặt ống nội khí quản. Trong khi đó, thì người vợ được điều trị tại khoa gan tụy mật Bệnh viện Chợ Rẫy và khả năng phục hồi tốt nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu sau vụ việc. Tại đây, các bác sĩ đã kẹp dây rốn để tách hai mẹ con của sản phụ, sau đó chuyển sản phụ cấp cứu lên Bệnh viện Hùng Vương. Do vết thương ở ổ bụng quá nặng, làm lỗ ruột non, một phần ruột xa và tử cung,
Sản phụ đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để mổ cấp cứu ngay trong đêm. Riêng cháu nhỏ được chuyển qua bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị chăm sóc với một vết thương dài ngang hai mông vô cùng nguy hiểm. Theo thông tin ban đầu, Khoa bị một vết thương ở cổ gây rách khí quản và vết rách gây đứt động mạch ở tay trái. Sau 2 ngày được cấp cứu, chiều ngày 13 tháng 12, Khoa vẫn còn hôn mê và chưa thể cung cấp được thông tin gì cho cơ quan điều tra. Được sự tận tình cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ, chị Nam đã qua cơn nguy kịch và có thể trò chuyện. Chị cho biết, tối hôm xảy ra sự việc, gia đình có khách đến chơi và mang rượu ra để uống. Khi khách về, chị dọn dẹp rồi đi vào phòng tắm bên trong, thì bất ngờ anh Khoa đã tông cửa phòng vào, cầm hung khí và tấn công chị. Rất may những người hàng xóm đã có mặt kịp thời để đưa hai mẹ con đi cấp cứu, nên hai mẹ con mới giữ được tính mạng. Được biết, vợ chồng Võ Khánh Khoa và chị Võ Thị Hoài Nam đều là kỹ sư công nghệ thông tin, làm cùng công ty tin học trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, với thu nhập tương đối khá. Sau khi lấy nhau, vợ chồng Khoa chuyển về căn hộ trên lầu 2, lô C, chung cư Tây Thạnh, sinh sống khoảng 3 năm nay và đang chuẩn bị đón đứa con chung trong bụng 37 tuần tuổi sắp sửa chào đời. Một số người dân trong khu vực cho biết, mặc dù cả hai đều là trí thức trẻ, song trong cuộc sống thường ngày thường xảy ra mâu thuẫn. Không ít lần người dân chung cư đã phải đau đầu chứng kiến cảnh vợ chồng này cãi nhau gay gắt, thậm chí là lao vào ẩu đả. Ông Lưu Hùng Sơn là người đã trực tiếp chứng kiến hòa giải sau những trận cãi vã nảy lửa của đôi vợ chồng này. Trước đó, lúc mới dọn về, đôi vợ chồng cùng là kỹ sư tin học, sống khá là êm ấm. Theo một số hàng xóm, chị Nam từng đổ vỡ hôn nhân trước đó, có một con trai khoảng 4 tuổi. Anh Khoa cũng bỏ vợ khá lâu, cả hai kết hôn đã 7 năm nay sau cuộc hôn nhân đổ vỡ trước. Khoảng 3 ngày trước hôm sự việc xảy ra, chồng cũ và con trai có đến thăm chị Nam. Tối cùng ngày, vợ chồng Khoa và Nam cãi nhau gay gắt. Khoa đã bỏ ra ngoài một lúc vào lúc nửa đêm và anh ta lang thang ở khu vực dưới sảnh chung cư. Những người hàng xóm tưởng rằng đôi vợ chồng này đã làm lành với nhau khi thấy Khoa chở vợ đi làm. Tuy nhiên đến tối cùng ngày thì xảy ra vụ việc trên. Rất may, cả hai mẹ con chị Nam đều đã qua cơn nguy kịch. Một hàng xóm phán đoán rằng mâu thuẫn giữa hai vợ chồng có thể phát sinh liên quan đến vấn đề chung thủy. Căn cứ vào những vết thương mà Khoa gây ra cho vợ con và hành động quyết định ra đi, chứng tỏ những lời đồn đó là có căn cứ. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, nơi mà chị Nam được điều trị lúc bấy giờ, các bác sĩ ai nấy đều cảm phục trước tình mẹ thiêng liêng của chị. Nhờ bản năng làm mẹ, chị Nam đã bình tĩnh, quên đi đau đớn, cứu sống được cả mẹ lẫn con. Vụ việc khiến cho ai nghe thấy cũng không khỏi xúc động và rùng mình vì những hành động dã man mà người chồng gây ra cho vợ con của mình. Chị Nam tuy bị thương khá nặng, mất huyết nhiều nhưng lại hồi phục nhanh chóng thần kỳ. Các bác sĩ cho biết chị Nam lo lắng cho con nên mới cố gắng hồi phục sức khỏe để chăm sóc đứa con vừa sinh non lại vừa sinh rơi của mình. Điều đáng nói là Võ Khánh Khoa, kẻ hành động dã man côn đồ, lại là dân trí thức, có ăn học đàng hoàng. Khoa từng được đào tạo tại Đại học Quốc tế RMIT, lấy bằng kỹ sư và có một công việc ổn định tại tòa nhà Etel, thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt tại phiên tòa xử, chị Nam khai rằng trước khi xảy ra vụ việc, chồng mình bị mắc bệnh nặng. Khoa thường xuyên mất ngủ, tính tình thay đổi hay cáu gắt, khó chịu và tâm thần không ổn định. Chị Nam nói, thấy anh ta khác lạ, tôi cũng thường xuyên khuyên bảo và hỏi han, nhưng anh không nói gì, chỉ khóc. Do đó, chị Nam đã đề nghị hoãn xử vụ án để đưa chồng đi giám định y khoa. Và cũng tại phiên tòa, bị cáo Khoa khai rằng mình không thể nhớ được gì, càng không biết tại sao lại có hành động dã man trong lúc vợ đang mang thai gần 9 tháng. Chủ tọa liên tục thẩm vấn, Khoa không trả lời được nhiều và có những dấu hiệu bất an. Ngày 26 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Khánh Khoa. Qua giám định, chị Nam bị thương tích 45%, còn con thương tích 4%. Rất may là cả người vợ lẫn đứa con mới sinh ra trong vụ án này đều thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Trong cuộc sống hiện đại thì một số cặp vợ chồng trí thức vì quá đề cao cái tôi nên khi có trục trặc giữa vợ chồng để khẳng định mình, họ thường dùng những lời lẽ cay nghiệt, những ngôn từ đắc địa nhưng lại khó nghe để nhục mạ xúc phạm đối phương. Do đó, việc không chịu lắng nghe nhau, không nghĩ đến cảm xúc của người bạn đời, không những là không thể giải tỏa được nỗi bức xúc và hiểu lầm mà càng làm cho mâu thuẫn trở nên trầm trọng hơn. Vụ việc trên chính là bài học cho mỗi người hãy luôn biết kiềm chế bản thân, suy nghĩ đúng đắn để có một cuộc sống lành mạnh.
Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.